Hi, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình xin giới thiệu đến tất cả các bạn một món ăn rất là hấp dẫn nữa nha. Đó là món chân gà trộn với cốc lắc siêu cay. Các bạn thấy đĩa chân gà của mình hấp dẫn chưa? Đây là một món ăn rất là ngon luôn nha. Nó vừa chua chua nè, cay cay nè, chân gà thì giòn giòn nè. Chấm cùng với chén nước chấm chua chua ngọt ngọt và thơm mùi của quả tắc nữa. Vô cùng hấp dẫn luôn phải không các bạn? Và bây giờ thì mình xin mời các bạn vào bếp cùng thực hiện với mình nha. Và mình xin chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật là vui vẻ nhé. Bây giờ thì chúng ta vào bếp thôi. Và đây là cái phần nguyên liệu của mình nè. Ở đây mình sử dụng 1 kg chân gà. Và cái phần chân gà này mình đã làm sạch rồi nè. Và nguyên liệu tiếp theo nữa là 1 muỗng canh muối tôm và 3 tép tỏi và 1 ít cốc. Mình sử dụng là cốc non nha các bạn. Cốc non thì nó sẽ ngon hơn. Và tiếp theo nữa mình có là lá chanh. Ở đây mình sử dụng 1 ít lá chanh. Và ớt và xả và 1 ít tắc. Bây giờ thì mình sẽ đi luộc cái phần chân gà này nhé. Và ở đây mình sử dụng thêm 1 ít đường và 1 ít hạt nêm nữa nha. Bây giờ mình đi chuẩn bị một cái nồi nước, bắt lên bếp chờ nước sôi mình mới để chân gà vào nhé. Nước của mình đã sôi rồi nè, bây giờ mình sẽ cắt xả vào đây. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ cho cái phần lá chanh vào. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 1 ít muối nha. Và 1 ít hạt nêm nữa. Chân gà sau khi các bạn mua về đó, các bạn rửa sạch qua 1 nước. Sau đó các bạn để vào 1 ít giấm chua. Các bạn bóp trở lại. Và các bạn cho thêm 1 ít muối vào nữa. Thì cái phần chân gà mình nó sẽ khử được cái mùi tanh hoàn toàn luôn á. Bây giờ mình sẽ luộc cái phần chân gà này trong vòng 10 phút nha. 10 phút là chân gà của mình nó đã chín rồi đó. Luộc lâu thì nó nở ra rất là nhiều. Nó sẽ không có còn ngon nữa. Mùi xả và mùi lá chanh nó làm cho cái phần chân gà mình lựa sau khi luộc xong á, nó rất là thơm luôn. Trong thời gian chờ cái phần chân gà của mình chín thì bây giờ mình sẽ đi gọt cốc. Mình gọt cho sạch vỏ nha. Và mình để vào nước muối loãng ngâm cho cái phần cốc của mình nó bớt cái vị chua. Mình sử dụng 1 cái tô nước nè, mình cho vào đây 1 chút xíu muối. Sau đó mình sẽ cho cốc vào đây ngâm. Bây giờ thì mình gọt tiếp tục cho hết cái phần cốc này nha các bạn. Đây là cốc sau khi mình đã ngâm và rửa sạch lại với nước và mình đã sắc mỏng như thế này rồi nè. Bây giờ mình sẽ trộn cốc nha. Mình sẽ cho vào đây 1 ít muối tôm. Muối sấy hay còn gọi là muối Tây Ninh đó các bạn. Muối này mình làm nhà cho nên nó cũng không có mặn lắm. Mình sẽ cho vào đây thêm 1 ít đường nữa nha. Tùy theo cốc của các bạn chua nhiều hay là chua ít mà các bạn có thể để nhiều đường hay là ít đường nhé. Lắc đều lên. Lắc lên cho cái phần gia vị nó thấm vào cốc. Và mình để cái phần cốc này trong vòng 30 phút nha.
Đây là cốc mà mình vừa lắc xong nè. Nhìn hấp dẫn ha. Bây giờ mình sẽ để trong vòng 30 phút cho cái phần cốc này nó thấm đường và muối sấy. Tiếp tục mình sẽ đi pha cái phần nước để mà trộn chân gà nhé. Cho hết tỏi và muối vào. Các bạn có thể cho nhiều ớt cũng được nữa. Nhiều ớt thì nó rất là ngon. Nhưng mà mình làm để cho các cháu của mình ăn nữa đó, cho nên không có để nhiều ớt được. Bây giờ mình tiếp tục cho đường vào đây. Bây giờ mình sẽ giã nhuyễn cái phần hỗn hợp này nhé. Đây là hỗn hợp mình đã giã nhuyễn rồi nè. Và bây giờ mình sẽ đi cắt cái trái tắc này để lấy 2 muỗng canh nước cốt. Đây là nước cốt quả tắc. Mình cho vào hỗn hợp này luôn nha. Khuấy đều lên. Để có một cái hỗn hợp sền sệt như thế này nè. Nó rất là thơm mùi tắc luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cắt chân gà nhé. Phần chân gà của mình đã chín rồi nè. Cắt đôi ra cho dễ ăn tí. Phần chân gà của mình đã cắt xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước sốt vào nha. Và trộn đều lên. Tùy theo khẩu vị mà các bạn có thể gia giảm thêm độ chua hoặc là độ cay. Với cái món này thì nó chua chua cay cay nhiều thì nó sẽ ngon hơn. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Bây giờ mình sẽ để cho nó thấm thêm 20 phút nữa nha. 20 phút thì mình sẽ trộn chung với cốc. Cái phần chân gà của mình nó dai dai, giòn giòn và nó thơm cái mùi trái tắc nè. Và nó cay cay nữa. Rất là hấp dẫn luôn. Và bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần cốc để mà mình sắp ra đĩa nha. Em mình sẽ cho cái phần chân gà lên nè. Hấp dẫn chưa? Mùi thơm bay lên. Rất là thơm luôn. Đối với món ăn này thì các bạn trộn xong là dùng ngay, chứ không có để lâu được nhé. Hấp dẫn quá. Cái này nó cay nhiều thêm chút nữa thì rất là ngon luôn các bạn ơi. Mình sẽ cho một ít lá chanh cắt nhuyễn lên trên mặt cho nó thơm chút nữa nè. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ trang trí thêm một cái hoa làm từ trái cốc nữa nha. Nhìn cho nó hấp dẫn một tí. Xong rồi đó các bạn. Đĩa chân gà trộn cốc lắc của mình xong rồi đó. Vị của nó khi ăn thì nó chua chua, cay cay nè. Chân gà thì mềm và giòn nè. Cùng với cốc thì có độ chua nhẹ và giòn giòn. Rất là hấp dẫn luôn các bạn ơi. Món này các bạn ăn cùng cơm nóng là tuyệt vời luôn. Hoặc là các bạn có thể nhâm nhi với một ít rượu hay một lon bia nữa kìa. Hết sảy luôn. Và bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây thôi nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ đã theo dõi video của mình nha. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ giúp mình với nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn. Và bây giờ mình hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau của mình nha. Chúc các bạn luôn vui khỏe nha. Bye bye. Hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.